vì mới chết lần này là lần đầu, nên anh xích chưa có lịch duyệt về khoản ấy thực vậy. Nếu chết ở tỉnh, thì ai láo, nên chọn vào đêm thứ xá ụ như thế. Vợ con có vừa vặn thì giờ để cáo phó lên bá ọ và đến chủ nhật, cất đám, có đủ các cụ, các quan, các ông, các bà, thân bằng cố hữu đi đưa đông. Ở nhà quê, nếu chết vì tai nạn, người khôn ngoan bao giờ cũng tránh ngày chủ nhật hoặc ngày lễ, thì sự khám xét, tống táng mới mong chóng được. Nhưng khốn nỗi, xưa nay, không ai chết đến lần thứ hai để được bài học kinh nghiệm về cách chết. Vì vậy, vẫn có nhiều người chết một cách ngờ nghịch. Nhất là anh Xích, một dân quê vô học, nên càng ngu dại nữa à anh đã vô ý mà chết đuối ngay vào đêm thứ bảy vừa rủ ị nguyên cha anh. Ông cứu, thầu của làng cái đầm sen ngay giáp lũy trẻ đến mùa này hoa nở. Ông phải làm tròi nhỏ ở giữa đầm, hai bố con cắt lượt nhau ra ngủ đó để canh. Chiều hôm ấy, anh xích đã đánh chén ở đình, say bí tỉ. Đến sẩm tối, anh vừa về đến nhà, đã bị ông cứu dục mang điếu và gối ra tròi anh lao đao đi, rồi không hiểu sao, sáng sớm hôm sau, không thấy về. Và đến độ 8 giờ, xác anh đã nổi lên, trôi lềnh bềnh vào gần bờ. Người ta đoán nhiều cớ về cái chết nạ nhưng tự chung chỉ hai thuyết có thể hợp lý được, một là, anh Sích vì say quá, loạn choạng trở thúng bị ngã vào chỗ sâu hai là đang đêm anh ngủ mê vô ý cửa đến nỗi anh lăn tòm xuống nước chứ những tiếng đồn anh ta tự tử vì việc gia đình hoặc bị kẻ thù đánh chết đều không thể tin được hương lý tò mò hỏi dò hai bên hàng xóm nhà ông cứu xem hôm trước hai cha con có to tiếng gì với nhau không họ cố ý nhận xét rất kỹ lưỡng cây thây người xấu xố nhưng không ai tìm ra được một chứng cứ gì khả nghị và khi được tin dữ dội con ông cứu bị nạn Cả làng ra tận bờ đầm xem. Ai cũng phàn nàn, thương tiếc người con trai tử tế, hiền lành. Và trong cái xác chết còng queo ngâm dưới nước, đố ai cầm lòng cho đậu ụ bà cứu chu chéo lăn lộn, mấy lần toan nhảy tùng xuống ôm lấy con. Nhưng bà bị người ta giữ lại trong lúc như điên cuồng. Bà chửi cả ông lý trưởng không cho bà vớt anh xích lên, để đặt lên bờ. Bởi vì bà mếu máu và chắp tay lại lấy lại để mọi người vào nói, nó đau lòng lắm các ông các bà ơi. Nhưng người ta khuyên, để quan về khám, làm biên bản xong, bà muốn làm ma to cổ lớn thế nào mặc bà. Chứ bây giờ, bà đừng nên đụng đến anh ấy ngộ độc anh ấy lên bờ, rồi mình mẩy xây xước chẳng hạn thì quan nào cho chôn Và chết đuối, sao nằm trên bờ được, bà cứu không tin, gắt, không cho chôn thì quan giữ làm gì. Giữ để chờ doctor về khám, như thế, lại lâu dạ bà nghe hiểu, xỉ mũi lau nước mắt và ngồi xổm cạnh cái quan tài rỗng không dưới bóng cây đành lòng chờ đợi bà mong được phép chôn con như mong mẹ về chợ người nhà bà lên huyện trình quan ngay từ sáng nhưng đến bây giờ không hiểu sao chưa thấy về đường lên huyện không xa chẳng rõ vì sao lại có sự chậm chạp thế này được nhưng một giờ lại hai giờ lại ba giờ bà cứu không còn sức và nước mắt để chờ để khóc nữa ạ à, bà hết đứng lại đi loanh quanh không dám trông chỗ con nằm. Rồi bà ngồi xổm xuống đất, gục mặt vào đầu gối để nghe ngóng. Bà đợi một hiệu còi ô tô của quan, những lúc có tiếng say lúa ù ù, bà khớp khởi lắng tai, và thở dài vì mừng hụt. Sao 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 mặt trời trói lọi, dọi tia lửa xuống đất. Thầy anh xích bắt đầu đổi khác, chân tay co quắp hơn, tóc lỏa tỏa như món rễ bèo Nhật Bản, gió hiu hiu làn sóng dập dờn liếm vào thân anh kêu óc ách anh dập dình như nằm trên giường lò sọ rồi tự nhiên, cái xác lật ngửa lên. Con người trước kia hiền lành là thế, nay biến thành con bò thui, bụng phình to, má phình to, mặt phình tỏ đôi mắt híp lại, như bị kéo dài ra tận mang ta ị tư chi rúng gió. Ai trông thấy bộ dạng nhăn nhó, dọa nạt của người chết, mà khỏi rợn tóc gáy được. Từ lúc ấy, người thân thích đến thăm thưa dần, rồi sau hết, không ai dám lại gần đấy nữa hại à, những khách đi đường vì vô tình hoặc bất đắc dĩ phải qua, đều che nón, ngậm miệng, và đến chỗ xa, dùng mình một cái mới nổ tuèn tuệt. Ông cứu ở nhà để chờ quan về khám, cũng chẳng kém nóng ruột. Ông như chết một nửa người mà vẫn phải tiếp khách đến hỏi thêm mỗi lúc một đông. Ông chỉ muốn được yên, để nằm ngoài ra mà kêu gào, vật vã cho hà nỗi phụ từ tình thâm. Ông lại lo lắng, không hiểu vợ ông ngồi ngoài bờ đầm có ai canh giữ cẩn thận, hay lại chẳng nén nổi lòng thương, mà liều mình quá, thì ông thêm một nỗi ân hận nữa suốt đời họ hàng chạy đến mỗi người giúp một việc. Người bày ở dưới nhà ngang một bàn thờ còn con, lấp láy có đôi nến trắng. Người lược may đồ khâm liệm và xé khăn cho lũ em. Rồi đến khi được biết rằng là ngày Chủ nhật, cả buổi hầu sáng, quan không ra công đường, vì đêm trước ngài nhảy đầm trên tỉnh, ba 4 giờ sáng mới về. Và đến chiều, cổng huyện đóng, vì là ngày nghỉ, thì ở nhà ông cứu trợn mắt, kêu rú một tiếng, và ở cạnh lũy tre, bà cứu ngã vật xuống đất, ngất đi đến 5 phút đồng hồ. Cả làng phải chờ, họ hàng sắp sửa việc ma chay xong, ai nấy về nhà để sáng hôm sau lại đến làm giúp. Người không thân thích lại bắt đầu công việc như cũ, chờ lúc kèn trống nổi lên thì đưa anh xích ra đồng. Ông cứu cho người vực bà cứu về, hai vợ chồng già nằm chết dí ở hai giường, chờ cuộc khám xét của quan phụ mỡ ủ từ thi chờ chôn mỗi lúc một chương to dập dình cạnh cái quan tài đang ngoác miệng chờ việc cảnh vật im ả như cũng chờ để nghe ngóng tin ánh nắng cứ lẳng lặng dọi xuống cây cối mệt nhọc cành gục lả nhưng giữa nơi yên lặng chìm đắm trong sự buồn thảm ấy có một chỗ đầy vẻ hoạt động ngay ở quãng tử thi mà người đồng loại kinh tởm khi nhìn thấy hoặc ghê sợ khi đến gần thì những loài vật khác giống tỏ vẻ âu yếm thiết tha lạ lùng. Dưới nước, lũ cá mương vui vẻ, nô giỡn với nhau, chui vào kẽ nách, lỗ tai, đớp thật nhanh, rồi chạy nhào biến mất. Rồi lại đớp, rồi lại chạy trên không, vo ve đàn ruồi nhặng rủ nhau đậu đen kịp vào mặt mũi, chân tay, mải miết hút chất đồ ăn bồ. Thỉnh thoảng, chiếc lá tre vàng vằn vèo từ trên đâm bổ xuống, làm động cuộc kiếm ăn đang bình yên, thì vò một tiếng, lũ ruồi nhặng bay tản định nhưng khoảng khắc, lại bậu vào, làm thành những quầng đen trên tấm sáp sáng ngoẹt. Rồi buổi chiều, một mùi nồng nặc, hăng hăng đã bay thoang thoảng đến được chỗ xa xả trên ngọn tre, xào sạc tiếng cánh bay, con quạ đen cố quặp hai chân vào một cành eo lả, vẫy đuôi để giữ thăng bằng cho vững chãi, rồi trao mắt thèm tuồng xuống ngồi rồi một con nữa cục cánh, đậu ở cành cây khác. Lên tiếng khàn khàn gọi nhau chẳng mấy chốc, hai ba con nữa bay lạ ị một con vỗ cánh, bay xả xuống trước đứng lên bụng thay người để thám hiểm. Thấy được bình yên, cả lũ theo nhau, mổ rỉa từng nơi một. Như thế, anh xích vô tình là ân nhân của đàn cá, ruồi, nhặng, quả. Chân tay vẫn co quắp như dọa, mặt mũi vẫn nhăn nhó như nát. Nhưng anh vẫn bị rỉa, bị hút, bị đớp như thường. Thịt người chết, ai hay cũng là món đồ ăn quy hó hả à sao 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 cho đến tận 9 giờ sáng hôm sau, còi ô tô đằng xa bỗng thét váng đàn quạ hết vía, vừa bay vừa kêu xa xả, lũ ruồi nhặng, hốt hoảng vội trốn cho xã đàn cá mương thấy nguy, lộn nhào mỗi con chui vào một xó. Thì lúc ấy, trên bờ đầm, quan huyện tư pháp là một, cụ lục sự là hai, cậu lính lệ là ba, cùng trịnh trọng làm việc, và cùng trịnh trọng khạc ngủ. Cậu lệ cầm gậy, lật đi lật lại từ thị quan và nha ghé mắt xem xét từng ly từng tí và biên chép. Hương Lý, vợ chồng ông cứu cùng họ hàng người làng ai nấy khoanh tay im lặng nuốt đờm nhìn chằm chặp vào xác chết người thờ già ị người lau nước mắt khám nghiệm xong quan truyền lính đuổi cả người tò mò ra xạ và trước cảnh thương tâm ngài ôn tồn hỏi ông cứu cái đầm này mỗi năm anh kiếm lợi cả cá lẫn hoa có được đến trăm trăm không thấy quan hỏi câu phiếm không dính dáng gì đến vụ chết đuối ông cứu đành phải đáp dạ anh cấy hai mươi mấy mỡ ủ lạy quan lớn 22 mỡ ủ quan gật gù, thôi được, để cho anh biết rằng tôi rõ ra tư nhà anh lắng. Còn việc khám xét hôm nay, thì tôi không thể cho chôn ngay được. Vì tôi xét cho người tiên xích, có nhiều vết khả nghị tôi phải bẩm tỉnh xin doctor về khám cho cẩn thận. Ông cứu như xét đánh, run cầm cập, nhăn nhó kêu, lại quan lớn, ông huyện lắc đầu, nó bị bức tử. Phải có doctor mổ xẻ nó ra mới rõ được. Bỗng có một tiếng chu lên, bà cứu ôm mặt, lanh lành khóc, ôi con tôi. Tiếng khóc của người mẹ trước thi hài đứa con chết đuối đã trương, làm ai cũng phải cảm động. Nhưng trái lại, nó không làm chuyển nét mặt của quan tư pháp. Đến đây, ông là đại diện cho pháp luật, ông đã từ người bằng thịt bằng xương biến thành pho tượng bằng sắt đá lạnh lùng. Vậy là sắt đá, tất không thể cảm được những tiếng khóc eo là của người mẹ mất con, hoặc những tiếng kêu nài mềm yếu của người cha oan uổng. Cảm được sắt đá duy chỉ có một vật, vật ấy cố nhiên phải rắn, tuy chẳng được rắn bằng sắt, cũng phải rắn hơn đá. Mà vật rắn ấy, nhà ông cứu không thiếu ủ nó làm bằng loài bạc. Thấy ông huyện lặng nhìn từ thi đương sông lên một mùi khám lầm lặm, ông cứu não ruột nói, xin rước quan về nhà nghỉ cho đỡ nắng. Ông nguyện chẳng biết vô tình hay cố ý, lấy tay xua rùi, và khạc nhổ, rồi đáp, ừ, kẻo ở đây tởm lắm, nó đã trương to, mà rùi, nhẳng, cá, quả cứ sán vào lại còn phải phơi nắng, đợi thầy thuốc mổ xẻ nữa, thì biết bao giờ mới được chôn Rồi vừa đi, ngài vừa bảo ông lục sự, đích là một án mạng, chứ không đúng như những lời trình trong giấy đâu ông cứu tiến lại gần, nhỏ nhẹ thưa, lại quan lớn, còn vong hồn con con cả nếu có thế nào, con cam chịu tội trước cửa quan lớn. Xin quan lớn cho phép con mai táng, con xin hậu tả quan lớn. Quan quay lại, nhìn ông cứu bằng đôi mắt dịu dàng của một người có trái tim dễ cảm ngài hỏi anh định tạ tôi bao nhiêu ủ lại quan lớn con xin khấn một nén quan cười anh phải biết cứ tiền dầu xăng khứ hồi ô tô tôi về đây cũng đáng một nén rồi ông lục sự đi rào cẳng lên nói bẩm quan lớn việc này to chứ chẳng phải vừa hạ rồi ông cau mặt trách ông cứu cơ nghiệp anh như thế mà anh muốn chôn ngay con anh anh không tạ ơn quan nổi một bách hay xa ỏ rồi luôn mồm ông thưa với ông huyện bẩm quan lớn nghề dân ta họ vẫn ngu dại làm vậy muốn chạy việc lại cứ muốn không mất tiền ông cứu nhăn nhó nói khẽ với ông lục nhờ cụ bẩm với quan hộ một bách thì tôi không sao lo được tôi xin tạ một nửa ông lục xua tay và trợn mắt như ngăn cản một câu nói dại dột chết anh nói mới dễ nghe làm sao rồi ghé tai ông cứu ông thầm thì này chỗ thân đằng này cam đoan xin hộ cho bằng được nhưng ít ra anh cũng cứ lo lấy bát thập, còn thập nguyên cho đằng này ăn với chứ. Ông Cứu cũng thầm thì, khốn như hiện hay không có đủ thì hãy cứ hứa đi, mai kia lên tạ sau cũng được kia mà. Đằng này nhận trọ chứ anh đang tâm để con anh thế được à? Ông Cứu yên lặng, thở dài dạ ý quay lại phía sau, ông thấy vợ ông đương lăn lộn. Ông không thể cầm được nước mắt, vội vàng mặc cả mấy câu nữa, rồi bằng lòng khấn quan 70 đồng sao 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 và một giờ sau, lũ ruồi, lũ nhặng, lũ cá, lũ quả, tiếc ngẩn ngợ chúng nó biết đâu rằng quan huyện tư pháp đã tranh mất món mồi ngon của chúng. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa